Vâng, chúng ta hãy cùng quan sát một mảnh đất rất là tuyệt vời vừa mới ra lò xong, 726 m tại Hòa Thạch, Cô Oai, bám một cái hồ cá rất là lớn. Đấy, không khí ở đây thì vô cùng là thích thú và trong lành. Thế đất thoải thoải bám mặt hồ, cách trục đường nhựa Hòa Thạch chỉ khoảng tầm 100 m, 100 m từ trục đường nhựa Hòa Thạch. Trục chính đường nhựa Hòa Thạch là vào tới mảnh đất luôn. Và đường thì ô tô vào thoải mái, rất là rộng. Đây, chúng ta hãy cùng quan sát kỹ hơn vị trí của mảnh đất và xung quanh của mảnh đất nha. Mảnh đất thì cách trung tâm Hà Nội cũng chỉ khoảng tầm 25 km thôi, đi lại rất là thuận tiện. Vâng, cứ cách khoảng tầm mất 30 phút là ra đến trung tâm Hà Nội. Mảnh đất cách ủy ban xã Hòa Thạch khoảng tầm hơn 1 km. Vâng, xung quanh đây thì có rất nhiều dân ở. Vâng, bây giờ chúng ta hãy cùng bay lên cao để quan sát kỹ hơn mảnh đất nha. Đấy, đây là phía trên cao. Quý vị có thể thấy cái hồ rất là lớn đúng không ạ? Hồ này là hồ nuôi cá rất là lớn. Và cái đường trước mặt chúng ta nó là đường trục chính đường nhựa Hòa Thạch. Trục chính đường nhựa Hòa Thạch. Trục chính đường nhựa Hòa Thạch thì một đường giao nhau với đường 21 và một đường là chạy thẳng ra trung tâm thị trấn Cô Oai. Đây, xung quanh mảnh đất đây. Vị trí mảnh đất thì xung quanh rất nhiều dân ở, tập trung rất là đông dân tại khu vực Hòa Thạch, Cô Oai. Nhưng mà mảnh đất này thì bám ra một cái hồ nó rất là thoáng, rất là thoáng đãng và đi lại cũng rất là thuận tiện. Cách trục chính Hòa Thạch chỉ 100 m thôi, tổng diện tích là 720 m, có 200 m đất ở. Ở đây mà quý vị làm một cái nhà vườn để nghỉ ngơi, sinh sống, trồng rau nuôi gà thì rất là hợp lý. Đấy, rồi bám mặt hồ rất là đẹp. Đây, 720 m tại Hòa Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Cô Oai, thành phố Hà Nội. Để tìm một mảnh đất mà bám hồ tại Hòa Thạch, Cô Oai bây giờ thì rất là hiếm, mà lại tìm được vị trí như mảnh đất này thì càng hiếm. Quý anh chị quan tâm thì xin hãy thông tin lại em nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi.